Hoan hỷ chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Đầu xuân năm mới Giáp Thìn, Minh Đường Tử Vi thay mặt cho ban biên tập chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Một mùa xuân mới đã sang, chúc cho tất cả nhà nhà an vui, chúc năm mới an khang thịnh vượng, đón xuân sang phúc hưởng thanh nhàn, lộc nhiều may mắn trời ban, phát tài phú quý con đàn cháu đông. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động bất ngờ, cuộc đời tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, đúng 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch, ân trên báo mộng, thần Phật cho lộc, vận may bùng nổ, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, đổi đời xứng tầm đại gia, tiền tiêu ba đời không hết. Quý vị thân mến, vận mệnh và tương lai của một con người luôn là chủ đề bí ẩn, không chỉ các nhà tử vi học nghiên cứu và tìm hiểu, mà mỗi chúng ta ai cũng mong muốn được biết vận trình cuộc đời của mình sẽ hung cát ra sao, về già giàu có sung sướng hay là nghèo khổ. Rất may là mới đây nhất các nhà tử vi học đã miệt mài nghiên cứu và luận giải chi tiết về tử vi chọn đời tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, cứu nội chi mã. Các bậc thầy tử vi có chỉ rõ, con giáp này tuổi trẻ có cuộc sống nhiều đau buồn, cuộc đời có nhiều rủi hơn may, nhưng sóng gió, hoạn nạn đập đến bất ngờ, cũng chỉ là để thử thách tấm lòng của con giáp này mà thôi. Nếu như vượt qua được thì nắm lấy nhiều thắng lợi lớn lao vào thời kỳ trung vận, khi đã trải qua chặng đường gian nan nhất, thì cuộc sống của Mậu Ngọ mới thuận lợi hơn và nhận được nhiều phước lành. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2024 tới đây, nếu Mậu Ngọ chú ý 4 điều này thì sẽ được các tinh soi chiếu, thần Phật phù hộ mà cải biến số mệnh, vươn lên làm đại gia, tiền bạc chất đầy két, con giáp này càng làm thì sẽ càng giàu có, những năm tháng về sau được tận hưởng vinh hoa phú quý, an nhàn sống hạnh phúc bên gia đình. Vậy, cụ thể vận trình cuộc đời của tuổi Mậu Ngọ sẽ ra sao, công danh, tài lộc sẽ có những biến động thế nào, và trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch, có điều gì đặc biệt mà thay đổi cuộc đời con giáp này ngoạn mục đến vậy? Thì xin mời quý vị hãy cùng với Minh Đường Tử Vi khám phá ngay qua lá số tử vi dưới đây. Hé lộ bí mật giúp Mậu Ngọ sinh năm 1978, rũ sạch tai ương, vượt qua vận hạn, đổi vận giàu to bất ngờ, tiền tiêu ba đời không hết trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Người tuổi Mậu Ngọ thường vượt lên trước người khác, có tính không chịu khuất phục, vì thế luôn có thể động viên mình tích cực phấn đấu, nhưng nhược điểm cũng có nhiều. Như không thể giữ được lâu, khó giữ bí mật, ngay cả người yêu cũng hay thay đổi. Vì vậy, người tuổi Mậu Ngọ cần rèn cho mình tính kiên nhẫn, làm việc gì cũng phải kiên trì đến cùng, tập cho mình thói quen giữ bí mật. Khi còn trẻ phải tạo nền tảng vững chắc cho tài năng của mình, để sự nghiệp của mình luôn trong xu thế tiến bước và phát triển. Tính cách của người này lạc quan và khéo ăn nói, hòa đồng với mọi người, bạn bè của họ rất nhiều, vì thế cũng thường được họ giúp đỡ, nhưng cũng vì tính bộc trực của họ mà dễ đắc tội với bạn bè. Trong khi đó mình lại không hay biết gì, cho nên phải chú ý đến lời nói và hành động của mình. Về tài vận, người tuổi Mậu Ngọ rất dễ kiếm tiền, nhưng thích cuộc sống xa hoa, thích ra vẻ ta đây, các khoản tiền chi cũng rất nhiều, tài vận thường lúc đến lúc đi, nên cũng chẳng tích góp được gì. Người tuổi Mậu Ngọ nếu là trẻ con thì thường rất khó quản giáo, là người lớn lên trong đau khổ, đến tuổi trung niên họ trở thành người rất tài giỏi. Người tuổi Mậu Ngọ không thể chịu được sự che giấu, họ phải thể hiện mình, phải hành động tự do trong môi trường có thể bộc lộ con người thật của mình. Ở nhà nếu cắm hoa thì thường phải cắm loại hoa mà họ thích nhất, còn thức ăn cũng phải là thức ăn mà họ thích. Người tuổi Mậu Ngọ rất hiếm khi để ý đến quan điểm của người khác, trong tư tưởng của họ, phương thức của họ đương nhiên là phương thức tốt nhất. Người tuổi Mậu Ngọ thường chỉ cần điều kiện cho phép là từ biệt gia đình, mà ngay từ nhỏ họ đã phải như vậy. Mọi người thường cho rằng, người tuổi Ngọ phải sau khi xa nhà mới tính đến chuyện hôn nhân thì mới tốt, mới tạo sự ổn định cho cuộc hôn nhân. Tinh thần có trách nhiệm với con cái giúp họ thay đổi rất nhiều. Nhưng người tuổi Ngọ không bao giờ có suy nghĩ tiêu cực, họ luôn lựa chọn con đường tự do phấn đấu. Họ thuê một căn phòng ở thành phố nơi xứ người, ở đây họ có thể tận hưởng bầu không khí tự do độc lập, lại không bị cha mẹ hoặc người thân can thiệp vào chuyện riêng tư của mình,
không chịu bất kỳ sự ràng buộc nào là ước mơ của họ. Đôi khi ước mơ thường vượt quá khả năng của họ. Khi được sống trong hoàn cảnh tự do độc lập thì họ lại không thể ứng phó được. Người tuổi Mậu Ngọ thường coi những việc không thể xảy ra thành những việc rất đơn giản và có thể làm được. Họ có thể không được tập lái nhưng vẫn mạnh dạn lái máy bay. Hoặc họ có thể nói, thứ tư tuần sau chúng ta lên núi trượt tuyết từ trên đỉnh xuống nhé. Họ biết trượt tuyết ư? Không, nhưng học trượt tuyết không hề khó chút nào. Trên thực tế, người tuổi Ngọ có thể biết chơi một môn thể thao hoặc nắm vững một nghề nào đó. Họ có thể tự kiến tạo nhà cửa hoặc có thể tự mình làm kem bông phục vụ cho 100 người. Họ có đôi bàn tay khéo léo, có thể biến từ nguyên liệu thô sơ thành sản phẩm tinh tế. Dù làm việc gì họ đều không tỏ ra vụng về. Trong cách ăn mặc, họ luôn tỏ ra khí chất cao quý. Người tuổi Mậu Ngọ là bạn đời cũng như là người bạn rất tốt. Họ vốn có tính bền bỉ, có thể làm những công việc vất vả. Khi bắt tay hành động, họ thường kiên trì khắc phục mọi khó khăn. Nói chung người tuổi Ngọ đều có cơ hội thành công. Đặc biệt người tuổi Ngọ tương đối tự phụ. Nếu cuộc hôn nhân không tốt đẹp như họ nghĩ thì cũng không sao. Đó là người rất có trách nhiệm, cách sống rất hiện thực, về tình cảm chỉ mang một chút sắc thái lý tưởng. Trong cuộc sống Mậu Ngọ là người giản dị, nhanh nhẹn, độc lập, vui vẻ và thân thiện. Họ cũng là người giỏi trong giao tiếp và được nhiều người yêu quý, kính trọng. Họ có óc thẩm mỹ cao, tuổi Mậu Ngọ cả thèm chóng chán, luôn bị thu hút bởi những thứ mới lạ. Bởi vậy, cuộc sống của họ thay đổi chỉ trong chớp mắt. Bản tính tò mò, hiếu kỳ hay lo chuyện bao đồng, con giáp này rất năng động và nhiệt tình. Tuổi Mậu Ngọ có thể đảm nhận nhiều công việc, nhiều vị trí khác nhau và năng suất lao động gấp nhiều lần người khác. Nhưng họ thường làm việc theo trực giác và hứng thú. Khi công việc ấy khiến tuổi Mậu Ngọ cảm thấy nhàm chán, họ sẽ thay đổi và đi theo một luồng gió mới mẻ hơn. Cũng bởi sự thay đổi này mà đôi khi tuổi Mậu Ngọ bỏ lỡ đi những cơ hội, vận may cho chính mình. Nhưng dù sao đó cũng là bản chất không thể thay đổi được của tuổi Mậu Ngọ. Họ không ngừng vận động, khám phá và thể hiện sự đam mê của mình trong mọi lĩnh vực. Đặc biệt, Mậu Ngọ còn rất nổi bật với những ưu điểm như có chí tiến thủ, tinh lực dồi dào, trí lực nhạy bén, trong quan hệ tình người chân thành, đáng tin cậy, lòng dạ rộng rãi, cởi mở, dí dỏm, vui vẻ, quan niệm thiện ác phân minh, sống lạc quan, dũng cảm xông vào đói nghèo, giỏi tự lực cánh sinh, có đầu óc quan sát trực quan, thích sống tự do thoải mái, ung dung tự tại, có khả năng ăn nói và biện bạch có lý lẽ, làm việc nhanh nhạy, dễ tiếp thu cái mới. Tuy nhiên, Mậu Ngọ cũng có nhược điểm, lúc gặp khó khăn sẽ hay dao động, có tư tưởng đứng núi này trông núi nọ. Một số Mậu Ngọ cũng ham thích chơi bời hay sinh hoạt xa hoa, buông thả, tình cảm dễ bị kích động tùy hứng. Số đông tính tình nóng nảy, thiếu kiên trì nhẫn nại, đôi lúc lại chủ quan, cố chấp và không lường tới hậu quả khi hành động. Mậu Ngọ là những người có cuộc sống sung sướng, an nhàn, đầy đủ từ khi còn nhỏ. Cuộc đời của họ luôn gặp được nhiều niềm vui và may mắn, ít khi đau khổ buồn phiền. Tuy nhiên, đôi lúc họ vấp phải sai lầm thất bại không đáng có bởi sự chủ quan, nóng nảy của mình. Nếu khắc phục được điều này, Mậu Ngọ sẽ là những người sớm thành đạt, có địa vị, quyền lực trong xã hội. 2. Tổng quan tử vi trong 6 tháng đầu năm 2024 của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 thuộc mệnh hỏa, thiên thượng hỏa, giải nghĩa nạp âm thiên thượng hỏa, tức là lửa trên trời, quả cầu lửa khổng lồ mang nguồn năng lượng vô hạn. Năm Giáp Thìn 2024 là năm mệnh hỏa, theo ngũ hành. Mệnh hỏa của tuổi Bình Hòa với mệnh hỏa của năm 2024, thiên can Mậu tương khắc với can Giáp, địa chi Ngọ Bình Hòa với Thìn. Tổng quan lá số tử vi của tuổi Mậu Ngọ trong năm Giáp Thìn có Hợp, có Xung, ở độ tuổi 47, cuộc sống của tuổi Ngọ 1978 có phần ổn định, các phương diện kinh tế, sự nghiệp, gia đình đều vững chắc. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2024 này, bản mệnh có vận quý nhân vượng, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điểm báo thăng tiến mạnh về đường công danh. Tài lộc của đương số năm nay khá tốt, đặc biệt là làm ăn buôn bán thì sẽ thu được tài khí của lưu niên Giáp Thìn 2024 mà tiền bạc hanh thông. Dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cắt lợi, cụ thể về các phương diện chính như sau. Về phương diện sự nghiệp, thời điểm 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ được đánh giá khá suôn sẻ. Công việc làm ăn thuận lợi, có bước tiến nhảy vọt hơn hẳn, không còn quá nhiều thăng trầm như trước. Đây là thời điểm lý tưởng để đương số mở rộng làm ăn hoặc hùn hạp đầu tư, kinh doanh. Bước đầu có thể gặp chút trở ngại, nhưng được tam hợp cục mang tới vận quý nhân vượng, ắt có người đứng ra ứng cứu kịp thời, dễ thu hồi vốn liếng. Người làm công ăn lương có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp,
các tinh hoa cái và thiên quan mang tới các mối quan hệ xã giao hài hòa, được cấp trên đề bạt thăng tiến, có dấu hiệu tăng lương rất mạnh vào nửa đầu năm 2024 này. Đặc biệt, bản mệnh hãy chú ý đến sự nghiệp của đối tác, hãy hỗ trợ khi họ cần và khuyến khích họ vượt qua thử thách để đạt được những kết quả tích cực. Tử vi sự nghiệp 6 tháng đầu năm 2024, tuổi Mậu Ngọ khuyến khích anh chị hãy giúp đỡ cấp dưới tại nơi làm việc. Mệnh chủ có kỹ năng lãnh đạo tuyệt vời và nên sử dụng chúng trong công việc, trở thành người có ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của người khác, sẽ thêm phước báu cho cuộc sống của mình quý bản mệnh nhé. Đối với dân kinh doanh, buôn bán, làm nghề tự do, sẽ có khoảng thời gian cắt lợi, mua may bán đắt, kiếm tiền như hái, có thể cân nhắc việc mở rộng quy mô bằng cách hùn hạp làm ăn với người có cùng chí hướng, tỷ lệ thành công cao. Với ai có ý định khởi nghiệp cũng nên mạnh dạn tiến hành, sớm muộn cũng gặt hái thành quả cắt lành. Có điều trong 6 tháng tới tuổi Mậu Ngọ vẫn có những khúc quanh nhất định, điển hình như ngũ quỷ hung tinh chủ về phá hoại, cản trở, tiểu nhân hãm hại. Hết sức thận trọng trong hợp tác làm ăn, nên ký tá giấy tờ rõ ràng, tránh mập mờ kẻo phát sinh tranh chấp về lợi ích sau này. Về phương diện tài lộc, tuổi Mậu Ngọ có vận may tài chính rất tốt vào 6 tháng đầu năm 2024 này. Với sự che chở của ngôi sao tốt lành Cự Môn, bản mệnh sẽ gặp rất nhiều may mắn về tài chính, tích lũy được của cải, kết giao nhiều bạn bè và đối tác trong các giao dịch kinh doanh. Tuy nhiên, anh chị vẫn cần nhớ phải thực tế và chú ý đến việc thiết lập các mối quan hệ cá nhân, đặc biệt trong giao dịch kinh doanh. Ngoài ra, mệnh chủ cũng phải phát triển ý tưởng, mở rộng tầm nhìn và khả năng cá nhân, nhất là thầy tử vi nhắc nhở rằng tín chủ nên cẩn thận với các khoản chi. Hãy tiết kiệm nhiều hơn và nghĩ đến việc đầu tư sinh lời thay vì chi tiêu vô bổ và lãng phí. Bên cạnh đó, anh chị phải tìm cách tạo ra thu nhập mới. Thay vì chỉ chờ vào nguồn lương cố định mỗi tháng, hãy biến đam mê của bản thân mình thành một công việc kinh doanh có thể đem đến lợi nhuận và phát triển kinh tế cho gia đình. Và để gặp nhiều may mắn trong cuộc sống vào 6 tháng đầu năm 2024, người tuổi Mậu Ngọ có thể xem ngày xuất hành, chọn ngày lành tháng tốt và lựa chọn hướng Nam, Đông sẽ rất thuận lợi. Ngoài ra, bản mệnh có thể tham khảo về các màu sắc phong thủy hợp tuổi, hợp mệnh cho tuổi Ngọ năm 2024 sẽ là hồng, tím, đỏ. Con số may mắn cho người tuổi Ngọ là số 1, 3, 4, 9. Về phương diện sức khỏe, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Đa phần người tuổi Mậu Ngọ đều không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng về sức khỏe trong 6 tháng đầu năm 2024. Có điều đương số sinh xuất cho lưu niên, lại thêm nhiều hung tinh chiếu mệnh, nên khó tránh lúc mệt mỏi, suy nhược cơ thể, mất ngủ hoặc căng thẳng quá mức. Lúc này cần dành thời gian nghỉ ngơi, có thể đi du lịch xa để giải tỏa. Hung tinh Bạch Hổ và Phi Liêm Đồng tác động, mang tới chỉ báo về tai nạn bất ngờ do xe cộ hoặc sông nước. Người tuổi Mậu Ngọ cần hết sức cảnh giác, người sinh vào mùa đông dễ gặp xui xẻo hơn cả. Chú ý vấn đề đi lại kẻo dễ bị té ngã gây chảy máu, tổn thương chân tay hoặc quanh vùng đầu. Ngoài ra, mệnh chủ nên cẩn thận để không có quá nhiều áp lực công việc trong cuộc sống hàng ngày, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe, nên lưu ý không thức quá khuya. Ngoài ra, nên đặc biệt cẩn thận khi ra ngoài, cố gắng tránh đến những nơi đông đúc. Đặc biệt anh chị cần chú ý chăm sóc sức khỏe con cháu thật tốt. Nếu có biểu hiện nhẹ như sốt và cảm cúm cũng đừng nên bỏ qua, cần đi thăm khám sớm để chủ động bảo vệ cơ thể cho họ một cách tốt nhất. Về phương diện tình cảm, gia đạo, trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch, Bách Việt và Hàm Chỉ đều là những cát tinh chủ về đào hoa sẽ mang tới hỷ tín cho người tuổi Mậu Ngọ. Bản mệnh dễ dàng mở rộng mối quan hệ cá nhân, kết thêm nhiều bạn mới, mở ra cơ hội hợp tác làm ăn. Chuyện tình cảm gia đạo cũng hài hòa, bạn và người ấy ngày một thấu hiểu cho nhau. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt không làm hai người buồn bực mà lại chính là cơ hội để đôi bên bao dung và quý trọng nhau hơn. Có người ấy ở bên cạnh bầu bạn và sẻ chia, bạn cũng có thêm động lực để đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Trong 6 tháng này, nếu có thời gian rảnh, đôi bên có thể tìm cách hâm nóng tình cảm, tạo thêm những kỷ niệm đẹp đẽ cho nhau. Đó chính là chất keo gắn kết mối quan hệ hai người thêm bền chặt. 3. Luận hung cát từng tháng của người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Trong tháng đầu xuân năm mới Giáp Thìn, vận khí tuổi Mậu Ngọ hanh thông, làm gì cũng thấy dễ dàng và suôn sẻ. Nguyệt lệnh lâm đất đế vượng, lại có quý nhân tam hợp nâng đỡ, bản mệnh phát huy tài năng, tầm ảnh hưởng, được người trên kẻ dưới trọng dụng, ủng hộ, mở rộng con đường thăng tiến danh lợi. Có điều, Mậu Ngọ cá tính mạnh, hành sự lại có đôi phần nóng vội, dễ bị kẻ xấu lợi dụng hoặc dụ dỗ,
có thể vướng phải thị phi, kiện cáo trong tháng, hành sự hết sức thận trọng. Về tài chính, trong tháng kiếm được tiền nhưng cũng tiêu pha nhiều, lại có kết tài rình rập. Cẩn thận tiền vào tay rồi lại bốc hơi ngay lập tức, đầu xuân đừng ham hố các trò cờ bạc, cá độ đỏ đen, kẻo rước họa vào thân. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Theo dõi tử vi tháng 2 của 12 con giáp, người tuổi Mậu Ngọ nên đề phòng kẻo bị kẻ tiểu nhân hãm hại, tiền của trong nhà cũng theo đó mà tiêu tan, chẳng giữ lại được cho bản thân mình. Thiên quan chiếu mệnh, dường như bản mệnh đã trở nên mù quáng trước những lời dụ dỗ ngọt ngào của kẻ xấu bụng kia mà quên đi hết những lời dặn dò của tiền bối, mơ hồ quyết định khi chưa rõ điều gì. Thủy thổ tương xung, vợ chồng tuổi Mậu Ngọ có thể mâu thuẫn, tranh cãi với nhau vì vấn đề tiền bạc, có những chuyện mà hai người cần phải bàn bạc kỹ với nhau để tránh những tổn thương đáng tiếc. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Theo dõi tử vi hàng tháng của 12 con giáp, tuổi Mậu Ngọ tháng này may mắn khi gặp được quý nhân lục hợp, chuyện hợp tác làm ăn cần nhanh chóng tiến hành để hưởng trọn cát khí, thu tài lộc về tay, chuyện làm ăn quý ở thời cơ, quý nhân lại trao cho bản mệnh người hợp tác đáng tin cậy. Đâu còn gì phải lo lắng nữa, bản mệnh nên tìm cách để phát huy hết mọi năng lực của mình, đừng để phí hoài thời cơ hiếm có. Chính ấn mang về tin vui đường công danh cho những chú ngựa, tầm ngầm mà làm được biết bao nhiêu là chuyện ra trò, cấp trên vô cùng tin tưởng để trao cho bản mệnh thêm nhiều trọng trách nữa. Chuyện tình cảm vợ chồng ngày càng hài hòa, tốt đẹp, người độc thân vượng đào hoa, tuy nhiên rất dễ rơi vào tình trạng ngày lắm mối, tối nằm không, nên cân nhắc lại tình cảm của mình càng sớm càng tốt, đừng để người khác cho rằng bạn đang đùa cợt với họ. Sức khỏe, về cơ bản không có vấn đề nghiêm trọng, tuy nhiên chú ý đi lại cẩn thận, tránh bị té ngã thương tật tay chân hoặc gặp tai nạn bất ngờ do bạch hổ hung tinh gây ra. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Trong tháng này công việc tiến triển khá thuận lợi, tiền bạc chảy về túi bình ổn. Xem tử vi tài lộc tháng 4 năm 2024 của tuổi Mậu Ngọ cho thấy, đây là thời điểm tốt để mở rộng kinh doanh sang những hướng mới. Ai muốn khởi nghiệp thì lúc này phù hợp cho những bước đi đầu tiên của mình. Nhờ có tam hội khuyến khích mà việc hợp tác làm ăn cũng sẽ thuận lợi hơn, hoặc bản mệnh may mắn được những đối tác hỗ trợ, đôi bên cùng có lợi, giúp gia tăng doanh thu nhanh chóng. Bách Việt mang tới tin vui về chuyện tình cảm mà bạn mong chờ bấy lâu. Nhiều người độc thân may mắn thoát được cuộc sống tẻ nhạt, thoải mái trong việc tìm hiểu đối tượng mới. Có điều sức khỏe giảm sút, đề phòng đau ốm vặt Mậu Ngọ nhé. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Người tuổi Mậu Ngọ có một tháng khá bình yên, toàn những niềm vui chứ chẳng mấy khi phải phiền lòng. Ngũ hành tương sinh, tình duyên khởi sắc, đào hoa nở rộ, tình cảm có nhiều biến chuyển. Người độc thân không còn phải buồn rầu khi nhìn thấy ngoài kia đôi lứa bên nhau, giờ thì cũng đã có người chia sẻ ngọt bùi với bạn rồi đó. Đừng để những nỗi sợ hãi mơ hồ khiến cho mình chùn bước. Thiên tài nâng đỡ, bản mệnh thu được không ít tài lộc về tay. Chẳng những người làm công ăn lương mà người làm kinh doanh cũng sẽ có nhiều tin vui về tiền bạc, những vấn đề về tài chính nhanh chóng được giải quyết. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Sang tháng 6 âm lịch, vận trình của người tuổi Ngọ có xu hướng khởi sắc rõ rệt, ví như màn mây đen u ám xám xịt được thay thế bằng ánh mặt trời chói chang, mưu sự dễ thành, tranh thủ nắm bắt cơ hội để thành công vượt trội. Trong tháng có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, tăng lương, bạn mạnh dạn đề xuất, tỷ lệ thành công khá cao. Tài vận có dấu hiệu chuyển biến tích cực, nhất là thứ tài, nguồn thu nhập bạn có được phần lớn nhờ vào việc kinh doanh, buôn bán và đầu tư bên ngoài chứ không phải từ công việc chính. Tuy nhiên, vẫn cần chú ý hiện tượng phá tài, chuyện tình cảm khá hài hòa, vợ chồng đồng lòng, có thể đón tin vui về chuyện con cái như con cái thi cử đỗ đạt, đi du học, cưới hỏi. 4. Bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. 1. Bình giải sao hạn cho nữ mạng tuổi Mậu Ngọ năm 2024. Theo sao chiếu mệnh, trong năm 2024 tuổi Mậu Ngọ nữ mạng gặp sao Vân Hán. Vân Hán là một trong tinh, năm có sao này chiếu thì công việc làm ăn hay tiền bạc ở mức trung bình, không mất mát nhiều cũng không bị thua lỗ lớn, bản mệnh cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, đề phòng vướng khẩu thiệt, kiện tụng. Về sức khỏe, đề phòng thương tật, gặp tai hình, sau này bất lợi nhất là vào các tháng 2, 8 âm lịch, nên đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. Theo niên hạn, hạn ngũ mộ, gặp hạn này chủ về hao tài, bất an, không nên tin người thái quá, không cho ai ngủ nhờ kẻo gặp tai bay vạ gió, mất mát tiền của, mua đồ cẩn thận kẻo mua phải hàng giả, tiền mất tật mang. Tiểu kết, nữ mạng tuổi Mậu Ngọ năm 2024, gặp sao Vân Hớn, hạn ngũ mộ, vận hạn năm nay chủ về sức khỏe,
thị phi gây ảnh hưởng đến đời sống tinh thần. Vì vậy mệnh chủ nên tu tâm dưỡng tính, làm nhiều việc tốt để tâm thanh thản, đời an nhiên. Trong cuộc sống gia đình, mệnh chủ là người phụ nữ giữ lửa cho mái ấm, kết nối tình cảm của các thành viên thêm gần gũi, gắn bó. Việc gìn giữ gia phong, phẩm hạnh là để tạo dựng được truyền thống văn hóa trong gia đạo, để con cái noi gương học hỏi. Cách hóa giải sau Vân Hán theo phong thủy năm 2024. Đổ phong thủy. Vân Hán hành hỏa nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu, cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh tóc vàng, thạch anh vàng, thạch anh ưu linh nâu, hổ phách. Cẩn trọng đầu tư. Mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn kiểu thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Hạn chế mâu thuẫn. Năm này, bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi. Vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách hành xử, ăn nói, chớ gây thù chốt oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào vòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe. Bản mệnh không nên lao động quá sức. Nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. 2. Bình giải sau hạn cho nam mạng tuổi Mậu Ngọ năm 2024. Theo sao chiếu mệnh, trong năm 2024 tuổi Mậu Ngọ nữ mạng gặp sao Thổ Tú. Thổ Tú là hung tinh, thường đem lại sự trở ngại, xung khắc, miệng tiếng thị phi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thư kiện, vất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Theo niên hạn, hạn ngũ mộ, cặp hạn này chủ về hao tài, bất an, không nên tin người thái quá, không cho ai ngủ nhờ kẻo gặp tai bay vạ gió, mất mát tiền của, mua đồ cẩn thận kẻo mua phải hàng giả, tiền mất tật mang. Tiểu kết, nam mạng tuổi Mậu Ngọ năm 2024, gặp sao Thổ Tú, hạn ngũ mộ, khiến công việc làm ăn gặp trục trặc, có điểm miệng tiếng thị phi, tranh đấu quyền lợi dẫn tới thư kiện, chăn nuôi hay trồng trọt đều không được kết quả tốt, sức khỏe giảm sút, tinh thần bất an, dễ bị kẻ xấu lợi dụng để lừa gạt tiền bạc khiến tiền mất tật mang. Vậy nên, năm nay nhắc nhở mệnh chủ nên giữ gìn sức khỏe, khéo léo trong các mối quan hệ làm ăn, xuất hành xa cần chú ý sự an toàn của bản thân. Dù bận rộn với công việc nhưng nam Mậu Ngọ hãy duy trì lối sống lành mạnh. Khi có một sức khỏe tốt thì tinh thần mới minh mẫn, tỉnh táo để làm việc hiệu quả. Năm này cũng nên cân đối thời gian giữa công việc và chuyện gia đình, giáo dục, định hướng cho con gái phát triển. Cách hóa giải sao Thổ Tú bằng phong thủy năm 2024. Đổ phong thủy. Trong năm có sao này chiếu mạng, đường số nên treo nhiều đồ vật cắt tường, cầu may trong nhà, hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, mã não trắng, thạch anh trắng để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo vây quanh. Tâm lý. Việc hóa giải sao Thổ Tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách hóa giải hạn ngũ mộ năm 2024. Đối với hạn ngũ mộ chủ yếu gây thiệt hại lớn về tiền bạc, nên ngoài những cách giải hạn ngũ mộ đề phòng thiệt hại do nó gây ra, người ta cũng có những biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng nghiêm trọng, nặng nề của nó. Thứ nhất, nên tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện, ủng hộ quyên góp đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, nên kết giao với những người lương thiện, tránh những người lừa gạt, lưu manh, giàu miệng, kinh doanh đa cấp hoặc lô đề, cờ bạc. Đây được coi là cách giải hạn ngũ mộ nói riêng, cũng như mọi loại hạn nói chung. Thứ hai, nếu bạn có nhiều tiền nên mua bảo hiểm, gửi tiết kiệm, tránh để nhiều tiền trong nhà để phòng trộm cắp, cướp giật hay lãng phí, hao tổn. Thứ ba, trong các hoạt động làm ăn, thương mại, kinh tế nên thận trọng, tránh đầu tư sai lầm, dẫn đến hậu quả xấu. Khi mua sắm đồ đạc cũng phải lựa chọn những sản phẩm, thương hiệu có uy tín, có bảo hành đàng hoàng. Thứ tư, cần nghiên cứu kỹ hạn năm, hạn tháng trong lá số tử vi của mỗi cá nhân, tránh tình trạng mù quáng đầu tư, dẫn đến sai lầm, thậm chí có thể xem thêm hạn tháng để có những biện pháp giảm nhẹ nguy cơ hao tốn tiền bạc, của cải. Tiếp theo trong chuyên mục Phong thủy may mắn năm 2024, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý vị về màu sắc may mắn, giúp Mậu Ngọ gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu tím vượng tài vận. Màu sắc này sẽ giúp bạn tìm được những mối đầu tư có giá trị, tránh xa được kẻ lừa đảo gây tổn thất tiền bạc. Dù làm ở lĩnh vực nào thì bạn cũng dễ gặt hái thành công, nhận tiền lương,
tiền thưởng. Màu hồng vượng tình duyên. Sử dụng màu sắc này thường xuyên sẽ giúp bạn đào hoa nở rộ, nhận được nhiều sự chú ý của người khác giới. Những người có đôi có cặp sẽ được sống trong một mái nhà yên ấm, đôi bên ngày càng thấu hiểu nhau. Màu đỏ có lợi cho sức khỏe. Màu đỏ có tác dụng hóa giải họa huyết quang, giúp tinh thần của bản mệnh luôn hăng hái, phấn chấn, có động lực để bắt tay vào làm mọi việc trong cuộc sống. Màu kỵ năm 2024 của tuổi Mậu Ngọ là xanh nõn chuối, tím. Hai màu này khiến người tuổi Mậu Ngọ trở nên hoang mang, dễ làm mất lòng người khác, khiến kẻ tiểu nhân chú ý, gây chuyện đặt điều cho bạn, đẩy bạn vướng vào thị phi, hoặc cướp mất công lao bấy lâu nay bạn tốn công gây dựng. Bạn cũng sẽ thường xuyên phải đối diện với những cạnh tranh gay gắt trên thị trường, thiếu tỉnh táo nên khó nhận ra những cái bẫy mà kẻ xấu giăng sẵn. Lời nhắc cải mệnh dành cho tín chủ trong thời gian này. Điều cấm kỵ thứ nhất, thà chịu vất vả chứ đừng ham lạc thú. Ham muốn hưởng lạc trong một thời gian dài sẽ mài mòn ý chí, góc cạnh và sự đam mê của mỗi người. Bạn rất dễ đánh mất bản tính cũng như tâm linh của mình trong sự thoải mái, thà rằng vất vả cần cù, chịu khó chịu khổ để tôi luyện cái trí, gìn giữ năng lực còn hơn. Đừng toan tính, khôn lỏi vì làm người, không có ai là ngốc cả, không phải kẻ khác chẳng biết toan tính thiệt hơn của bạn, họ chỉ không thèm nói mà thôi. Do đó, đừng tưởng ngoài đời ai cũng ngốc, chỉ có mình bạn là khôn, thực ra, những chiêu trò khôn lỏi vặt vãnh của bạn, họ biết thừa và thầm cười trong lòng với nhau, chứ không ai chỉ ra cho bạn thấy, đó mới là điều đáng sợ nhất. Trên đời này, cái gì hỏng thì mình sửa, sửa một ngày không được thì sửa 10 ngày, 10 ngày chưa được thì sửa một năm. Quan trọng là kết quả nhận về xứng đáng với thời gian và công sức của mình bỏ ra. Hôm nay bạn chỉ thay đổi một thói quen, nhưng tương lai rất có thể sẽ gạt về một thành tựu lớn. Điều cấm kỵ thứ hai, thà giả nghèo chứ đừng khoe khoang giàu sang. Phải nhớ rằng, cuộc sống càng giản đơn thì càng thanh thản. Sự phô trương hay khoe khoang hào nhoáng thường kéo theo nhiều mầm mống tai họa, thu hút nhiều kẻ tiểu nhân, kẻ nham hiểm thâm độc và ganh ghét bạn nhiều hơn. Nghệ thuật sống của người thực sự thông minh là học được cách nhường nhịn và khiêm tốn. Nên nhớ rằng, hoa có thơm, ong bướm ắt tự tìm đến mà không cần quảng cáo dùng beng. Điều cấm kỵ thứ ba, thà giả ngốc một chút chứ đừng tự cho mình thông minh. Có câu tri thức làm người ta khiêm tốn, ngu si làm người ta kiêu ngạo, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi ắt có người giỏi hơn. Trong đại dương tri thức, những gì bạn biết chỉ như một giọt nước nhỏ mà thôi. Thay vì tự thỏa mãn, tự kiêu ngạo với chút vốn liếng nhỏ của mình, thì bạn phải học cách lắng nghe và tiếp thu thêm nhiều hơn nữa. Có đối mặt với những lời nhận xét, phê bình gay gắt thì cũng phải nghiêm túc mà chấp nhận. Điều cấm kỵ thứ tư, thà bị lừa, còn hơn không dám tin một lần. Có lúc bạn sẽ thất vọng vì đặt lòng tin không đúng chỗ, dẫu thế đừng bao giờ tỏ ra bi quan hay chán nản. Bất cứ lúc nào, bất kể điều gì có xảy ra, bạn hãy cứ trao tặng tấm lòng chân thành của mình. Trở ngại lớn nhất trong cuộc đời chính là nỗi lo sợ. Nếu bạn chỉ đắm chìm trong sự sợ hãi, sợ bị phản bội, sợ bị lừa dối mà không mở lòng, thì đồng thời bạn cũng đang đóng lại các cánh cửa cơ hội tốt đẹp phía trước. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.